Tiên sư cha thằng nào mất dạy càng nhổ ở đầu tao nhá. Mon ơi, tao mất Suka rồi Mon ơi. Ca này đang ngủ ngon cứ lèo nhèo. Thôi Min, nhìn mặt mày tỏ vẻ đáng yêu đã hết muốn ăn rồi. Mon ơi, tao mất Suka rồi Mon ơi. Mẹ, có mỗi con số ngủ cũng suốt ngày tranh nhau. Tao chất đo mày nói, Suka nó sẽ cưới tao. Mà đã 30 nồi bánh chưng rồi, tao vẫn chưa được phập Suka cái nào đó. Mày nhìn lại mày đi con cho, bụng thì như bụng cóc, đã xấu dài còn lười, tối ngày chỉ quay tay, tiền chả có một xu dính túi, Suka nó mà thèm phập mày à. Tao nhìn mày buồn nôn đây, mà từ từ để đi nôn cái đã. Chứ giờ tao biết phải làm sao? Hay là mày cho tao mượn bảo bối đi, phập xong Suka tao trả lại mày lên luôn á. Bảo bối cái quần què, mượn mượn quài. Con gái giờ đó chỉ thích xe sang điện thoại xịn. Mày cứ ném iPhone vào mặt nó, 1/10 Suka cũng auto cho mày phập à. Nhưng tao đào đâu ra tiền mà mua bây giờ? Để tao bảo anh em trong hội gây lọ giới thiệu việc làm cho, vừa được sướng vừa có tiền, chỉ tội hơi dắt đít tí thôi. Kìa con bướm hồng, kìa con bướm vàng. À, cậu Nô, khá quá nhờ. Tao, Nô đây. He he, cuối cùng sau một tháng miệt mài dạng háng, tao cũng mua được con Alaphone 3 sim chất lử để tặng cho em. Quả này em Suka không phê như con TT mới lạ. Giờ này thì bọn Seco cha em tuổi gì mà khá khịa ta nữa. He he he. Shizuka ơi. Gì đó thằng mắt nuôi yếu sinh lý, văn văn hoa địa kia. Mày có ý đồ muốn thắng hại tao chứ hả? Tao còn là gì? Mày nhìn mặt tao, nghĩ tao ngu chắc. Có đâu, tao chỉ muốn tặng quà cho mày thôi mà. Tối nay cho tao giao thông cái nhé, Suka. Hôm nay đi quên uống thuốc, ngưng ngầu tưởng Hanobita. Trong túi có đủ tiền để đưa mấy đi đu đưa không? Mày đừng có cậy bố làm to mà bố lao. Ít nhất tao cũng có trái tim yêu em ấy. Còn mày có gì? Tối cho anh làm nháy nhé Mimi. Không biết thằng ngu là ở trong xe.